Theo thông tin từ bệnh viện SIS Cần Thơ cho biết, nơi đây mới cứu sống một nam bệnh nhân bất ngờ bị đột quỵ khi đang đi du lịch. Được biết, trong chuyến du lịch tại Cà Mau, người đàn ông không ngờ rằng cơn đau đầu bất thường lại biến hành trình của mình thành cuộc chiến sinh tử. Từ niềm vui kỳ nghỉ, ông bỗng phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ xuất huyết não do túi phình dọa vỡ. Bệnh nhân là ông NVT, sinh năm 1971, quê ở Thanh Hóa, đến mũi Cà Mau du lịch và bị đau đầu liên tục. Ông đã đến một bệnh viện ở Cần Thơ để thăm khám, nghi ngờ bị đột quỵ. Ông T chia sẻ, ban đầu tôi nghĩ rằng cơn đau đầu là do mệt mỏi từ việc di chuyển liên tục hoặc thay đổi thời tiết. Chiều hôm đó, cơn đau đầu trở nên dữ dội và khó chịu. Tôi lo lắng có thể mình gặp phải nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Ngay lập tức, ông đã nhờ người thân đưa tới bệnh viện. Sau khi chụp DSA, các bác sĩ ghi nhận ông T có nhiều vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống mạch máu não. Bệnh nhân phình động mạch não sau phải đoạn B1 dọa vỡ, kích thước 8,5 x 10mm. Phình động mạch nền giữa động mạch não sau trái và tiểu não trên trái, kích thước 4 x 4mm. Dị dạng động tĩnh mạch não AVM dọa vỡ, kích thước 5,5 x 6,5mm. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành tiếp cận khối dị dạng mạch máu não bằng một ống thông để xử trí mạch máu có khối giả phình, đồng thời tắc một số nhánh mạch máu để giảm thể tích khối dị dạng. Sau đó các bác sĩ tiếp cận các phình mạch máu não liên quan đến khối dị dạng, đặc biệt là túi phình có kích thước lớn và có nguy cơ vỡ cao, bằng cách bơm keo và đặt lò xo để ngăn ngừa nguy cơ vỡ. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của ông T đã ổn định. Chú đầu tiên trước khi ở ngoài Thanh Hóa vào thì chú có đau mỏi vai gáy, thì chú nghĩ là nó chỉ là thoái hóa thôi, đốt sống thôi. Thế rồi vào đến đây thì nó không chịu được, nó tự nhiên nó dồn hết lên đầu, nó đau quá. Thế là chú vào trong đất mũi thì chú quay ra đây rồi chú vào chú điều trị. Nói chung là tự nhiên là chiều đến là nó đau, nó khó chịu, không tả được đâu. Chú đoán là có thể là bị một là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não. Thế là chú bảo quay ra gấp, quay ra ngoài này nằm ở Bạc Liêu một đêm vì là ra không kịp. Thì sáng thì chú ra đây thì chú đầu tiên chú cũng không biết là cái bệnh viện này. Thế là chú vào đây thì họ chụp xong thì họ bảo là chú bị phình cái mao mạch 3 điểm. Bây giờ nếu mà phải đặt ten mà không đặt ten thì về, nếu mà về ngoài Hà Nội cũng không kịp. Vì là đi trên đường thì sợ sẽ vỡ. Nên là bảo thôi thì phải quyết định nằm lại trong này làm luôn thôi. Thế là chú điện cho người nhà là chuẩn bị đồ đoàn để đem vào đây làm luôn trong này. Nhân nam 53 tuổi thì nhân một cái chuyến du lịch về miền Tây thì bệnh nhân đột nhiên là bị đau đầu nhiều hơn. Thì bệnh nhân đã được chụp MRI não, phát hiện ra mình có một cái dị dạng mạch máu não và đã được chuyển qua bệnh viện SIS Cần Thơ. May mắn cho bệnh nhân đó là cái khối dị dạng này nó chưa vỡ, cho nên là nó chưa ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên qua hội chẩn đánh giá thì đây là một cái trường hợp cần phải được điều trị sớm để ngừa cái nguy cơ vỡ của dị dạng này gây ra. Thì ekip can thiệp ở bệnh viện SIS Cần Thơ đã tiến hành tiếp cận cái khối dị dạng mạch máu này, đã bơm tắc vật liệu sinh học kèm với lại thả lò xo vào chỗ cái phần mạch máu liên quan đến khối dị dạng này để điều trị dứt điểm cái khối dị dạng này cho bệnh nhân. Thì sau khi đã được điều trị, thể tích cái túi phình đã được giảm đi đáng kể. Từ đó thì cái triệu chứng của bệnh nhân cũng đã được giảm, tức là bệnh nhân sau khi xuất viện thì cái triệu chứng đau đầu gần như là hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên sau khi đã làm kết quả được tốt như vậy thì cũng đã có hẹn với bệnh nhân đã được phải chụp kiểm tra lại để đánh giá rồi là cái khối này nó còn phát triển nữa hay không, và cái phần này nó có lớn dần nữa hay không theo thời gian, để mình ngừa cái nguy cơ tái vỡ sau này cho bệnh nhân. Trước đây đối với khi mình gặp một cái trường hợp mà có dị dạng mà liên quan đến có cái phình mạch máu liên quan đến cái dị dạng như thế này thì thường là mình sẽ tiếp cận bằng cách là bằng mổ, tức là mình sẽ phải mổ để bóc cái khối dị dạng này ra kèm với lại phải kẹp clip túi phình. Tuy nhiên cái khối dị dạng này đặc biệt nó nằm ở một cái trùng rất là sâu trong não, ở vùng tiểu não cạnh cầu não, cho nên cái việc tiếp cận phẫu thuật khá là khó và có khá là nhiều nguy cơ. Cho nên
Đối với trường hợp này thì cái phương pháp can thiệp nội mạch vẫn là ưu tiên hàng đầu để điều trị bệnh lý này. Can thiệp nội mạch tức là mình sẽ luồn một cái ống thông, mình tiếp cận cái khối dị dạng mạch máu, mình xử trí cái những cái nơi mà có cái khối giả phình, mình xử trí trước, và đồng thời mình tắt một vài nhánh để giảm thể tích cái khối dị dạng. Sau đó mình sẽ tiếp cận cái những cái phình mạch máu liên quan đến khối dị dạng, đặc biệt là những phình có kích thước lớn và có nguy cơ vỡ cao, thì mình sẽ bằng cách là sẽ thả lò xo vô đó để ngừa cái nguy cơ vỡ của những túi phình này. Và mình sẽ theo dõi theo thời gian và có thể sẽ làm tiếp lần 2, lần 3 để mục tiêu là giảm thể tích khối này được nhiều nhất. Từ đó mình sẽ hướng bệnh nhân đến xạ phẫu, còn gọi là gamma knife, để giảm kích thước và ngừa nguy cơ vỡ của cái khối dị dạng này. Thì đây qua đây thì đây là một cái ca lâm sàng cũng khá là hay để cảnh để giúp cho người dân mình được hiểu khi mà có những cái triệu chứng ví dụ như là đau đầu, chóng mặt hay là tê yếu tay chân chẳng hạn, thì mình còn phải đi tầm soát phát đặc biệt là chụp MRI não ít ra để mình loại trừ được cái những tổn thương bất thường trên bộ não, để từ đó mình có những cái phương án điều trị phù hợp và sớm nhất. Theo các bác sĩ, đột quỵ có thể gây ra rất nhiều biến chứng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Do đó, càng sớm nhận ra dấu hiệu nhận biết của đột quỵ và điều trị kịp thời, cơ hội sống sót và giảm thiểu các di chứng nặng nề cho người bệnh càng tăng lên. Chính vì vậy, ngay sau khi có những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tê yếu chân tay, người bệnh nên nhanh chóng đến khám để tầm soát, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm các tổn thương bất thường trên não và hệ thống mạch máu não là một điều rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.